Chào cô và các bạn, hôm nay nhóm em xin giới thiệu về ứng dụng của Di Truyền. Thì ở trong bố cục vẽ của chúng em thì chúng em chia làm 3 phần chính, đó chính là chọn giống vật nuôi và cây dựa trên nguồn biến dị tổ hợp, tạo giống bằng công nghệ gen, tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào. Và đầu tiên chúng ta sẽ tới chọn giống vật nuôi và cây dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. Thì ở đây chia làm 2 phần, đó chính là tạo giống thuần chủng và tạo giống lai. Có ưu thế lai cao thì ở tạo giống thuần chủng có quy trình 3 bước là tạo giống các dòng thuần chủng khác nhau, lai và chọn lọc những tổ hợp gen giống mong muốn và tự thụ phấn giao phối gần tạo ra các dòng thuần chủng. Và bước thứ hai đó chính là tạo giống lai có ưu thế lai cao. Về khái niệm của ưu thế lai đó là con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với bố mẹ. Về cơ sở của ưu thế lai thì giả thiết siêu trội ở trạng thái dị hợp về nhiều cặp gen khác nhau, con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ, có nhiều gen ở trạng thái đồng hợp tử. Về phương pháp của tạo ra ưu thế lai có hai bước chính, đó chính là tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau lai và chọn lọc các tổ hợp lai có ưu thế lai cao. Thì các những chú ý trong phương pháp ưu thế lai đó chính là trong một số trường hợp phép lai thuận không có ưu thế lai cao, còn nghịch thì có. Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 và giảm dần qua nhiều thế hệ. Vì vậy chúng ta không sử dụng ưu thế lai làm giống. Về thành tựu thì ở Việt Nam chúng ta đã tạo ra rất nhiều giống lúa có năng suất cao. Về bước thứ hai thì chúng ta sẽ tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào, chia làm hai bố cục, đó chính là phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào. Thì ở phương pháp gây đột biến, quy trình 3 bước, đó chính là xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến, chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn và tạo dòng thuần. Thì phương pháp này nó hiệu quả đối với vi sinh vật vì vi sinh vật có kích thước nhỏ và sinh sản nhanh. Còn về thành tựu thì bằng tác nhân gây đột biến như là tia phóng xạ, hóa chất thì người ta đã tạo ra được các giống lúa và đậu tương có năng suất cao. Còn về phần coccygen thì từ cây tầm lưỡng bội người ta đã coccygen lên thành cây tầm tứ bội, sau đó lai với cây tầm lưỡng bội ra được cây tầm tam bội có năng suất cao. Còn về công nghệ tế bào thì chúng em chia ra làm hai phần, đó chính là tế bào động vật và tế bào thực vật. Ở thực vật thì chúng ta có nuôi cây phôi, lai tế bào soma dung hợp tế bào trần và nuôi cây hạt phấn noãn chưa thụ tinh. Nuôi cấy phôi thì ở nuôi cấy phôi người ta nuôi cấy mẫu mô của của thực vật hoặc là tế bào trong một trong ống nghiệm, giúp nhân nhanh các giống cây quý hiếm đồng nhất và kiểu gen. Còn lai tế bào soma dung hợp tế bào trần là kỹ thuật hiện đại góp phần tạo giống lai khác loài ở thực vật. Quy trình của nó chính là loại bỏ thành tế bào dung hợp trong môi trường đặc biệt, phân chia và tái sinh thành cây khác loài. Ở nuôi cấy hạt phấn và noãn chưa thụ tinh thì nó sẽ đem lại nhiều lợi ích trong công tác chọn giống và cây trồng. Quy trình của nó chính là một tế bào đơn bội nuôi cấy trong môi trường đặc biệt sẽ ra mô đơn bội, sau đó coccygen nó lên sẽ thành cây lưỡng bội đồng hợp với tất cả các kiểu gen. Còn là tế bào động vật thì ở đây em chia làm hai nhóm chính, chính là nhân bản vô tính và cây truyền phôi. Thì đây là quy trình bằng chữ của nhóm em, còn đây là hình minh họa. Thì để hiểu rõ hơn thì chúng ta hãy nhìn vào hình minh họa. Người ta lấy trứng của cụ cho trứng, sau đó loại bỏ nhân và lấy tế bào tuyến vú tách nhân ra, sau đó đưa nhân vào tế bào trứng đã được loại bỏ nhân là đây, sau đó đưa nó vào tử cung của con cừu mang thai hộ, sinh ra được con cừu Loli có các đặc điểm giống hệt với lại cừu cho nhân. Còn về cái truyền phôi thì cái truyền phôi người ta chia các phôi động vật thành nhiều phôi rồi cái truyền phôi vào con vật khác nhau, con vật sinh ra sẽ có kiểu gen giống nhau. Và tiếp theo là phần của bạn Vi. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tạo giống bằng công nghệ gen. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến công nghệ gen. Công nghệ gen là tạo ra những tế bào sinh vật có gen bị biến đổi để truyền là những ADN nhỏ có khả năng nhân đôi độc lập với hệ gen của tế bào, có thể gắn vào hệ gen của tế bào ví dụ như plasmid hoặc một số virus đã được xử lý. ADN tái tổ hợp là ADN nhỏ gắn từ các đoạn ADN từ nhiều tế bào khác nhau bao gồm thể truyền và gen cần chuyển. ADN tái tổ hợp đóng vai trò trung tâm của công nghệ gen. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các bước tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen. Đầu tiên sẽ là tạo ADN tái tổ hợp bằng cách tách chiết thể truyền và gen cần chuyển, cắt và tạo khớp
các ADN bằng enzyme giới hạn restriction, nối các đoạn ADN lại với nhau bằng enzyme nối ligase. Sau khi tạo ADN tái tổ hợp, chúng ta sẽ đưa ADN tái tổ hợp này vào bằng cách dùng canxi clorua hoặc xung điện để làm giãn màng sinh chất, để việc đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc phân lập dòng tế bào, một số thể truyền có gen đánh dấu thì sản phẩm của gen đánh dấu sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhận biết được tế bào nào có ADN tái tổ hợp bằng một số kỹ thuật nhất định. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với ứng dụng của công nghệ gen. Ta sẽ tìm hiểu khái niệm sinh vật biến đổi gen. Sinh vật biến đổi gen là những sinh vật có hệ gen được biến đổi sao cho phù hợp với lợi ích của con người, được tạo theo 3 phương pháp. Phương pháp đầu tiên là đưa thêm một gen lạ, thường thường là những gen của loài khác. Những sinh vật được làm theo phương pháp này thường được gọi là sinh vật biến đổi gen. Phương pháp thứ hai là biến đổi những gen có sẵn. Biến đổi những gen này thành những gen có sức sản xuất nhiều hơn hoặc có biểu hiện khác thường. Phương pháp thứ ba là loại bỏ hoặc bất hòa những gen không mong muốn. Một số thành tựu về công nghệ gen là động vật chuyển gen, thì từ trứng của động vật chúng ta sẽ đem trứng này vào thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó tiêm những gen cần chuyển vào trong hợp tử, thì hợp tử này sẽ phát triển thành phôi, và sau đó thì cấy phôi này vào tử cung của động vật khác. Phôi này sẽ phát triển, hợp tử này sẽ phát triển bình thường và tạo ra một con vật chuyển gen. Ở cây trồng thì có cây trồng biến đổi gen tạo nên nhiều những gen có rất quý hoặc là có khả năng bảo quản tốt. Ở bên vi sinh vật thì có vi sinh vật biến đổi gen và phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Bài phân tích của nhóm mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.